Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với audio cùng học văn chị Hiên. Hôm nay chị em mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu một đề bài liên quan đến tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhé. Trong đoạn cuối bài thơ Sóng, nhà thơ Xuân Quỳnh viết: Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Từ đoạn thơ này, hãy nhận xét về nét hiện đại trong tình yêu của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chúng ta cùng đến với một bài làm tham khảo nhé. Trong một bài thơ của mình, Xuân Diệu bộc bạch: Làm sao cắt nghĩa được chữ yêu? Có gì đâu, một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Ông Hoàng thơ tình cắt nghĩa tình yêu sao mà mông lung đến thế? Bởi tình yêu luôn là địa hạt sâu thẳm và thần bí nhất của mỗi tâm hồn. Trong khu vườn văn học Việt Nam cũng có nhiều kẻ sĩ vờn đuổi với tình yêu, nhưng nữ nhà thơ viết thành công về đề tài này không nhiều. Nếu xưa có Hồ Xuân Hương với những vần thơ mang nhiều bất hạnh, thì nay thi đàn có Xuân Quỳnh mà như Lưu Khánh Thơ từng nhận xét: Thơ Xuân Quỳnh có nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, khi đắm say hạnh phúc, lúc day dứt suy tư. Xuyên suốt các tập thơ của chị là một tình yêu sâu nặng, không nhạt phai. Trong cái hữu hạn ngắn ngủi của cuộc đời, tình yêu trở thành vĩnh cửu. Với bản chất trong sáng và tinh diệu của nó, tình yêu không thể bị thời gian tàn phá, bị không gian chia rẽ và ngăn cách. Tình yêu bất tận và bền vững, vượt ra ngoài cái giới hạn thường tình của lẽ tử sinh. Sóng là một bài thơ tiêu biểu của Xuân Quỳnh, thể hiện đầy đủ nhất những suy tư trong tình yêu, nhất là ở đoạn cuối của bài còn cho thấy tất cả những nét hiện đại trong tình yêu của Xuân Quỳnh. Dẫu xuôi về phương Bắc, đến để ngàn năm còn vỗ. Xuân Quỳnh, người phụ nữ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ, được mệnh danh như vậy bởi chính chị từng tâm sự rằng: Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên đường phố êm đềm, không nỗi buồn, không niềm vui kinh ngạc. Thơ Xuân Quỳnh luôn là tiếng lòng của một người phụ nữ vừa hồn nhiên tươi tắn, vừa chân thành đằm thắm và luôn da diết với những khát vọng hạnh phúc bình dị đời thường. Sóng là một tác phẩm được Xuân Quỳnh sáng tác năm 1967 trong chuyến đi thực tế tại vùng biển Diêm Điền, tỉnh Thái Bình. Khi đó, Xuân Quỳnh mới bước vào tuổi 25, đã trải qua những xúc cảm của tình yêu đầu. Thời điểm ấy cũng chính là năm tháng cả dân tộc đang bước vào cuộc chiến máu lửa chống đế quốc Mỹ và tay sai. Có biết bao người con gái, con trai xung phong ra mặt trận. Có biết bao mối tình phải chia xa và cả mất mát hy sinh. Đặt Sóng trong bối cảnh của đất nước giúp ta hiểu thêm tâm trạng và những khát khao đời thường trong tình yêu của người phụ nữ. Bài thơ được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968, được xem như đóa hoa thơm hái dọc chiến hào. Ngay từ nhan đề tác phẩm, Sóng đã được nhận định trở thành hình tượng cho tâm hồn người con gái để bộc lộ những cảm xúc chân thành nhất về tình yêu. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Không rõ là em hay Sóng đang đặt giả thiết về phương hướng của cuộc đời. Đôi lúc, người con gái sẽ tách hẳn khỏi Sóng để thỏ thẻ lời tự tình của riêng mình. Xuân Quỳnh sử dụng những cặp từ thuộc phạm trù đối lập: dẫu xuôi, dẫu ngược, phương Bắc, phương Nam. Cách nói lạ hóa xuôi về phương Bắc, ngược về phương Nam đã trở thành một tín hiệu nghệ thuật độc đáo, lời tâm tình khát vọng của người con gái trong tình yêu. Đất trời có bốn phương tám hướng, dẫu có xuôi ngược về phương nào thì trái tim em cũng chỉ hướng có một phương duy nhất,
đó là Phương Anh. Giống như sóng, lúc nào cũng chỉ hướng vào bờ. Đó cũng là cách em bộc lộ về những cảm nhận của mình trước cuộc đời, trước tình yêu. Có những thời điểm chúng ta phải đối diện với những biến cố, đôi khi là nghịch lý, thế nhưng bằng sức mạnh từ niềm tin vào tình yêu, em tin mình có thể vượt qua tất cả những nghịch lý ấy để tìm đến anh, bến đỗ bình yên cho thuyền tình em neo đậu. Đoạn thơ giống như một lời khẳng định cho khát vọng thủy chung của em, giữa khoảng cách không gian vời vợi của hai miền Nam Bắc. Giữa những nghịch lý, em vẫn giữ cho mình một trái tim thủy chung, hướng lòng mình về một phương duy nhất. Có thể thấy, tiếng lòng ấy không chỉ là tiếng lòng của riêng Xuân Quỳnh. Sự chung thủy trong tình yêu vẫn luôn là mong muốn muôn thuở của đôi lứa. Trăng tròn chỉ có đêm rằm, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Hay sự thủy chung còn được ước hẹn đinh ninh. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thế nhưng soi chiếu vào những khát vọng chung, nhưng cũng đầy riêng tư ấy, ta nhận ra một tiếng lòng rất khác của Xuân Quỳnh. Một khát vọng được chị đặt để trong những khát khao hạnh phúc giản đơn nhất, thế nhưng cũng thoáng đâu đây những trăn trở lo âu. Một lần nữa, em hòa nhập vào sóng để gửi gắm những nỗi niềm suy tư. Ở ngoài kia đại dương, trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Con số ước lệ trăm ngàn như vô cùng vô tận, chứng minh cho tình yêu một lòng em dành cho anh. Hai câu thơ, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở, được đảo ngược. Nếu theo nghĩa thông thường, ý thơ thuận hơn và sự khẳng định trở nên chắc chắn, đầy lý trí với một kết thúc bình ổn có hậu. Nhưng với kết cấu đảo, niềm tin dường như sâu sắc hơn mà vẫn mong manh, mang chút cảm tính. Niềm tin mãnh liệt chân chính vào đích đến cuối cùng của tình yêu như có thêm dư vị đắng cay của người từng trải, giống như trong một bài thơ khác Xuân Quỳnh từng viết. Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Người phụ nữ ấy đã từng trải qua những khó khăn, những trông chênh, éo le trong cuộc đời, những đổ vỡ trong tình yêu. Nhưng nghe vang lên trong từng câu, từng chữ, từng vần thơ của chị vẫn luôn là niềm tin khát vọng mãnh liệt về một tình yêu thủy chung đúng nghĩa. Giống như con sóng ở ngoài kia đại dương, vượt qua muôn trùng khó khăn, vẫn sẽ ôm vào bờ cát trắng như hành trình tìm về bến đỗ bình yên. Chúng ta chỉ là một con người nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn này. Thế nhưng, như một điều tất yếu, mỗi người sẽ tìm được đến với một tình yêu trọn vẹn. Cái mong manh ở đoạn thơ trên mà Xuân Quỳnh thể hiện dường như đang được làm rõ hơn ở đoạn thơ tiếp theo. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia rộng rộng, mây vẫn bay về xa. Đến đoạn thơ này, tiếng thơ đột nhiên trùng xuống, không còn cái sôi nổi thường thấy khi Xuân Quỳnh nói về những cung bậc cảm xúc tình yêu. Tựa như những lời thủ thỉ mang đầy tâm sự. Cặp phạm trù, cuộc đời, dài, đối lập với năm tháng đi qua. Biển, rộng, đối lập với mây bay về xa, khiến cho bạn đọc có nhiều liên tưởng. Vũ trụ, thời gian là vĩnh hằng. Thế nhưng, cuộc đời con người lại chỉ là cái hữu hạn. Đứng trước đại dương bao la, trước muôn trùng sóng, trước những năm tháng tuổi trẻ, em bỗng lo sợ về sự trôi chảy của thời gian, sự ngắn ngủi mong manh của đời người tựa như áng mây phù du. Bởi cuộc sống này đâu có ai tránh được kiếp sinh tử, quy luật trước sinh ra rồi chết đi. Xuân Quỳnh lo lắng trước sự hữu hạn của thời gian đời người, trước sự vô hạn của thời gian tự nhiên. Cuộc đời con người có dài cũng chỉ tới trăm năm. Thời gian ngắn ngủi, liệu chúng ta có thể đủ để yêu và làm thế nào để tình yêu chúng mình còn mãi với năm tháng? Những lo âu về thời gian trôi chảy, những trăn trở về hữu hạn thời gian đời người là những xúc cảm thường thấy trong tiếng thơ của Xuân Quỳnh. Đây có lẽ không phải là nỗi sợ hãi của riêng Xuân Quỳnh,
xuân diệu từng sợi chính cái hữu hạn của lòng mình. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Vì thế ông hoàng thơ tình đã rục rã: nhanh lên chứ, vội vàng lên mấy chứ, em ơi, tình non sắp già rồi. Tình yêu là vậy đấy, nhớ thương, mong mỏi, rồi lại tự ôm cho mình những nỗi lo âu. Có thể thấy, những nỗi lo âu của Xuân Quỳnh vẫn thường trở đi trở lại trong những trang thơ của chị. Nói như tiến sĩ Chu Văn Sơn, thì đây là lúc những suy ngẫm về trái tim đập sau làn áo mỏng, về bàn tay ngón chẳng thon dài luôn sóng sánh trong thơ chị. Những dự cảm về nhà ga của chia ly gặp gỡ, con tàu của khát khao đi, hồi hộp mỗi khi về, luôn cồn cào trong thơ chị. Những nỗi cỏ dại bị dày xéo, hoa dại bị bỏ quên, mây trắng mải phiêu dạt, lá vàng ngày một thưa, cỏ may thèm giữ mãi, hoa cúc muốn y nguyên, luôn khắc khoải mãi trong thơ chị. Càng lo liệu đắp bồi, càng lo âu phấp phỏng, con sóng thơ trong hồn chị càng về sau càng nặng chịu những u uẩn của một lòng nữ vốn cả nghĩ cả lo. Chính những niềm trăn trở rất riêng ấy đã tạo ra một nét thơ riêng của Xuân Quỳnh, vừa dịu dàng đằm thắm, vừa táo bạo hiện đại, vừa trăn trở âu lo. Đứng trước nỗi niềm trăn trở âu lo đó, Xuân Quỳnh tìm đến khát khao được sống mãi trong tình yêu, một mong ước đầy nữ tính. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Nếu như Xuân Diệu muốn thâu, muốn cắn, muốn chiếm lĩnh lấy tình yêu, thì ở Xuân Quỳnh, một khát khao, một mong muốn rất riêng, rất nữ tính. Đó là được hóa thân, được sống là một con sóng để được trường tồn mãi mãi, được sống mãi trong tình yêu. Cái tôi cá nhân muốn được hóa thân, được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, được hòa vào đại dương để vĩnh viễn hát mãi khúc ca ngàn năm. Trong ý thơ của Xuân Quỳnh, chỉ một từ làm sao nhưng cũng đủ để ta thấy đáng yêu vô cùng. Dù mai sau này có ra sao, chỉ cần hôm nay em được sống là chính mình, được sống trọn vẹn trong tình yêu. Cụm từ ấy cũng đã thể hiện ước muốn của chị, ước muốn hóa thân, hòa nhập. Đặt ở thời điểm ấy, đó có thể là tình yêu tổ quốc, cái tôi cá nhân hòa nhập vào tình yêu tổ quốc. Xuân Quỳnh mang trong mình một khát khao đồng điệu tuyệt đích, phá bỏ mọi giới hạn, mọi khoảng cách để sống trọn vẹn với tình yêu trong từng hơi thở nồng nàn. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Với sóng, ta được lật mở những trang suy tư thầm kín nhưng rất đội đáng yêu của người con gái. Vẫn là một tâm hồn người phụ nữ dịu dàng trong vẻ đẹp truyền thống thường thấy. Vẫn là người phụ nữ với suy nghĩ về tình yêu, quan niệm về tình yêu hiện đại vô cùng. Không chỉ là bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền, Xuân Quỳnh khi yêu nồng nàn hơn mà cũng chủ động hơn. Chỉ cần trái tim cảm nhận được đó là tâm hồn đồng điệu. Dẫu cuộc đời có bao nhiêu biến động, xa cách, không gian hay thời gian, trái tim của em cũng chỉ hướng về một phương duy nhất. Em can đảm theo đuổi tình yêu của chính mình và luôn đặt niềm tin vào tình yêu ấy. Hơn thế, người phụ nữ dám vượt qua nỗi lo âu để hướng tới khát vọng vĩnh cửu, hóa tình yêu chính mình, đem tình em của mình hòa nhập cùng tình yêu tổ quốc. Em trong sóng thể hiện một tâm hồn đầy sôi nổi và khát vọng sống hết mình cho tình yêu. Bày tỏ khát vọng thành thực của bản thân là được dâng hiến, sống và yêu hết mình. Trong những điều tưởng chừng đơn giản ấy, đặt vào bối cảnh ra đời của tác phẩm vào năm 1967, ta càng thấy rõ hơn nét hiện đại trong tình yêu của Xuân Quỳnh. Nét hiện đại ấy phù hợp với con người chị, thẳng thắn và bộc trực. Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng. Không cầu kỳ hoa mỹ mà giản dị
đúng như phong cách vốn có của Xuân Quỳnh. Sóng cứ đến với người đọc một cách nhẹ nhàng, dạt dào kể về tình yêu của người con gái mang nhiều cung bậc cảm xúc. Đan cài giữa khát khao yêu mãnh liệt là những trăn trở âu lo của người đàn bà muôn thuở. Xuân Quỳnh viết thơ mà như thủ thỉ, như bộc bạch lòng mình. Ấn tượng nhất là cặp hình tượng sóng, em trải dài xuyên suốt bài thơ, khi thì hòa nhân, khi thì tách riêng để nói ra tiếng lòng mình, rồi khi lại hóa thân để trường tồn mãi mãi với thời gian. Bằng thể thơ ngũ ngôn ngắt nhịp linh hoạt, Xuân Quỳnh đã đưa chúng ta lênh đênh giữa đại dương bao la để đến với bến bờ của tình yêu. Vừa gần như nước bao quanh mạn thuyền, vừa xa vời vợi như một chân trời chưa chạm tới, tình yêu đột nhiên trở nên kỳ diệu biết bao trên những trang thơ ấy. Quả thực, sóng của Xuân Quỳnh đã làm sống dậy những tiếng lòng thầm kín nhất nơi trái tim con người, để chúng ta giật mình có phải mình đang yêu. Đã bao lâu rồi mình chưa yêu, mình đã thực sự hết lòng cho tình yêu của mình hay chưa? Có lẽ cũng chính vì thế mà tiến sĩ Chu Văn Sơn từng khẳng định, sóng không chỉ là tên một thi phẩm đã gây xôn xao cho nhiều thế hệ. Sóng không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu chưa từng nguôi yên. Sóng còn là một nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ thi sĩ ấy đã truyền lại cho mai sau qua mỗi tiếng thơ của mình. Và lâu nay, lòng thơ của mỗi chúng ta, người mở, người tỏ, người đang yêu, người đã yêu, đều từng thầm thu, thầm phát thứ sóng đặc biệt ấy, sóng Xuân Quỳnh. Trang thơ đã khép lại từ lâu lắm, nhưng những con sóng vẫn chưa thôi dạt dào, ngân mãi dư âm trong trái tim bạn đọc. Tháng năm vẫn miệt mài trôi đi, nhưng tình yêu mến mà thế hệ sau dành cho Xuân Quỳnh sẽ còn mãi. Sóng đã và đang sống cùng chúng ta, những người trẻ đang yêu và cả những người đã đi qua thời giông bão, để trong tim còn đọng lại những điều đẹp đẽ nhất. Những tiếng thơ ấy đã giúp Xuân Quỳnh thêm một lần nữa khẳng định lại vị trí của mình trong lòng bạn đọc. Và vị trí ấy của Xuân Quỳnh dường như mỗi chúng ta hôm nay ở đây cũng đã dành sẵn trong lòng mình, cũng như mỗi lòng yêu đã dành sẵn một bến bờ để sóng Xuân Quỳnh tìm về vỗ mãi. Vậy là chị em mình vừa cùng khám phá đoạn cuối của bài thơ Sóng, cùng với đó là nét hiện đại trong tình yêu của Xuân Quỳnh. Chị mong với phần audio này sẽ giúp các bạn học tập thật tốt, hiểu thật sâu về tác phẩm. Chị sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những audio lần sau nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại!